64. 64. Phủ định 1. Phủ định 1. Tôi không hiểu từ này. Tôi không hiểu từ này. Tôi không hiểu câu này. Tôi không hiểu câu này. Tôi không hiểu ý nghĩa này. Tôi không hiểu ý nghĩa này. Thầy giáo. Thầy giáo. Bạn hiểu thầy giáo không? Bạn hiểu thầy giáo không? Vâng, tôi hiểu thầy ấy tốt. Vâng, tôi hiểu thầy ấy tốt. Cô giáo. Cô giáo. Bạn hiểu cô giáo không? Bạn hiểu cô giáo không? Vâng, tôi hiểu cô ấy tốt. Vâng, tôi hiểu cô ấy tốt. Mọi người. Mọi người. Bạn hiểu mọi người không? Bạn hiểu mọi người không? Không, tôi không hiểu mọi người mấy. Không, tôi không hiểu mọi người mấy. Bạn gái. Bạn gái. Bạn có bạn gái không? Bạn có bạn gái không? Vâng, tôi có. Vâng, tôi có. Con gái. Con gái. Bạn có con gái không? Bạn có con gái không? Không, tôi không có. Không, tôi không có.